Hehenye được Chủ tịch Miss Universe gọi là Á hậu 3. Trong chia sẻ mới nhất, Chủ tịch tổ chức Miss Universe công nhận Hehenye là Á hậu 3 của cuộc thi năm 2018. Sau khi Miss Universe Organization được chuyển nhượng lại cho tỷ phú Thái Lan, Paula Sugat, Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ đã có buổi họp báo. Trong lúc phát biểu, bà nhắc đến Hehenye. Vài năm trước, cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam ghi nhận một thí sinh xuất thân từ làng quê. Theo truyền thống của quê hương cô gái này, các bé gái ở độ tuổi 13 đến 14 phải kết hôn, nhưng cô ấy đã nói với gia đình rằng, không, con cần phải học. Bà Paula nhớ lại câu chuyện truyền cảm hứng của người đẹp ED. Theo Chủ tịch Miss Universe, Hehenye đã tham gia những cuộc thi hoa hậu để học tập, trau dồi và phát triển bản thân. Cuối cùng, cô xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, biến ước mơ thành sự thật. Hehenye còn được bà Paula ca ngợi tấm lòng nhân hậu khi dùng hết số tiền thưởng cho hoạt động từ thiện. Nhân đây, bà cũng nói thêm, tôi nghĩ cô ấy là Á hậu 3 Miss Universe 2018. Chia sẻ của Paula Sugat khiến người hâm mộ xôn xao, vui mừng. Khán giả tin rằng điều này mang ý nghĩa lớn cho không chỉ Hehenye mà còn cả lĩnh vực sắc đẹp Việt nói chung. Bởi sau gần 2 thập kỷ cử thí sinh dự thi quốc tế, Việt Nam cuối cùng đã có danh hiệu Á hậu Hoàn Vũ. Trở lại mùa giải Miss Universe 2018, Hehenye và đại diện Puerto Rico đều dừng chân ở top 5 chung cuộc. Format của cuộc thi không chọn Á hậu 3 và Á hậu 4, vì thế khán giả tiếc nuối và thắc mắc người đẹp Việt ở vị trí nào trong top 5. Thành tích của Hehenye là bước ngoặt của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Hình ảnh cô gái da nâu, tóc tém, phong thái tự tin lọt vào top 5 đã thay đổi hoàn toàn những quan điểm về cái đẹp. Câu chuyện truyền cảm hứng của Hen được nhiều người nhớ và nhắc đến những năm sau này.